Uh, xin chào tất cả các em. Hôm nay uh, thì thầy xin phép uh, được giới thiệu với các em uh, một cái nội dung của môn xã hội pháp luật. Thì uh, trước tiên uh, chúng thầy sẽ giới thiệu cái tài liệu liên quan đến môn này. Đó là môn đó là giáo trình xã hội pháp luật của trường Đại học Luật Hà Nội do tiến sĩ Ngô Văn Nhân làm chủ biên. Thì cái nội dung bài học của ngày hôm nay uh, bài học đầu tiên là khái quát về xã hội pháp luật. Thì nó gồm có ba cái nội dung uh, cơ bản sau. Nội dung thứ nhất là về khái quát về sự xuất hiện và khái niệm của xã hội học pháp luật. Thứ hai là đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật và cuối cùng là chức năng của xã hội học pháp luật. Chúng ta đi vào phần đầu tiên. Là khái quát về sự xuất hiện và khái niệm về xã hội học pháp luật. Thì các em hình dung là vào từ cuối thế kỷ thứ 18, xã hội Tây Âu biến đổi một cách mạnh mẽ, xuất hiện hình thái kinh tế mới Cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra làm hình thành các cái khu công nghiệp, các trung tâm thương mại và sự tham gia của khoa học kỹ thuật và đời sống xã hội làm biến đổi kinh tế và kéo theo những thay đổi sâu sắc trong xã hội. Các cái giá trị và các cái chuẩn mực đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử nhân loại bị phá vỡ và thay thế vào đó là bằng các cái giá trị mới. Cái thứ hai là về mặt thay đổi về mặt chính trị thì cách mạng tư sản nổ ra thay thế nhà nước phong kiến bằng nhà nước tư sản dẫn đến sự thay đổi của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật này chỉ bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền và giai cấp tư sản, nên là nó xuất hiện những cái mâu thuẫn trong lòng xã hội. Ban đầu thì những mâu thuẫn này rất nhỏ và sau dần lớn lên. thì uh, lúc đó thì các cái nhà quản lý xã hội uh, không có cái cách nào có thể giải quyết được cái mâu thuẫn này và đặt ra cho các nhà khoa học là phải tìm ra một môn khoa học mới nghiên cứu nó để giải quyết uh, những cái bất ổn trong xã hội. thì uh, lúc đó đưa ra một môn xã hội học pháp luật thì đó là cái sự xuất hiện của xã hội học pháp luật. Chúng ta đi tiếp sang phần tiếp theo là khái niệm của xã hội học pháp luật. Thì theo định nghĩa trong từ điển của xã hội học thì xã hội pháp luật là một môn nghiên cứu rộng là sự quy chiếu của hai bộ môn khoa học là xã hội học và khoa pháp lý. Cái đặc trưng cơ bản của xã hội học pháp luật thì nó có hai đặc trưng. Lạc chương thứ nhất là về chuẩn mực. Thì trong chuẩn mực nó sẽ gồm có một số những cái chuẩn mực liên quan đến là cái quy tắc xử sự, sự uh, trong cái các quan hệ xã hội là về chuẩn mực đạo đức như ví dụ như là tôn sư trọng đạo, uh, sự trung thực, thủy, thủy chung vân uh, vân. Và cái thứ hai là các cái hình thức xử lý. hình thức xử lý của các cơ quan thẩm quyền trong việc giải quyết các cái tranh chấp giữa các cá nhân với nhau hay là giữa các cá nhân với các tổ chức lấy ví dụ như là à, vấn đề về ly hôn vấn đề về à, à, vi phạm an toàn giao thông hay là vấn đề về tội phạm thì đó là hai cái đặc trưng thì từ đây thì chúng ta có thể đưa ra một cái khái niệm à, rất là cụ thể của xã hội học pháp luật thì à, xã hội học pháp luật là ngành xã hội học chuyên biệt nghiên cứu các cái quy luật và các cái quá trình phát sinh, tồn tại, hoạt động của pháp luật trong xã hội, trong mối liên hệ với các loại chuẩn mực xã hội khác, nguồn gốc, bản chất, các chức năng của pháp luật, các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật, các sự kiện, hiện tượng pháp lý thể hiện trong hoạt động của chủ thể pháp luật. Thì uh, trên đây thì thầy vừa trình bày uh, cái nội dung liên quan đến cái sự xuất hiện và khái niệm của xã hội pháp luật. Chúng ta đi sang tiếp nội dung tiếp theo là đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật. Thì các em hình dung là từ cái khái niệm chúng ta có thể hình dung là gì? Mọi sự quy chiếu giữa xã hội xã hội học và pháp luật thì đều là cái chủ đề nghiên cứu của xã hội pháp luật. Vì vậy mà đối tượng nghiên cứu của xã hội pháp luật nó rất là rộng. Ở đây thì thầy đưa ra một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là xã hội pháp luật nghiên cứu cái quy luật và tính quy luật của quá trình phát sinh, tồn tại của hoạt động pháp luật trong đời sống xã hội nói chung, trong mối liên hệ của nó với các loại chuẩn mực xã hội như khác nhau như là chuẩn mực chính trị, chuẩn mực tôn giáo, chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực phong tục tập quán, chuẩn mực thẩm mỹ, vân vân. Cái thứ hai là gì? Là nghiên cứu tính quyết định xã hội của pháp luật thông qua việc phân tích nguồn gốc, bản chất xã hội, vai trò và chức năng xã hội của pháp luật. Đối với pháp luật, nó có ảnh hưởng thế nào đối với xã hội và ngược lại đối với xã hội ảnh hưởng thế nào đến pháp luật. Cái thứ ba là gì? Là nghiên cứu tính đặc trưng, đặc thù của các quy luật và sự tương tác của pháp luật trong hệ thống xã hội và với các cái phân hệ của cơ cấu xã hội và vai trò công cụ điều tiết của pháp luật đối với phân hệ đó. Ở đây cái cơ cấu xã hội thì được hiểu là gì? Đó là các cái cơ cấu liên quan đến độ tuổi, giới tính, lãnh thổ. Thì những cái phân hệ đó nó có ảnh hưởng gì? đến pháp luật và ngược lại pháp luật có ảnh hưởng gì đến nó. Đấy. Tiếp theo là gì? Là nghiên cứu bản chất và phân loại hậu quả các cơ chế hành vi sai lệch của chuẩn mực pháp luật và các biện pháp phòng chống sai lệch chuẩn mực pháp luật. Đấy. Thì đối với ý, các hành vi, thì lấy ví dụ như các hành vi vi phạm pháp luật, thì sau pháp luật nghiên cứu nó đưa ra các cái khảo sát điều tra để làm sao đưa ra được những cái biện pháp phòng tránh những cái loại hành vi vi phạm pháp luật hay những cái loại tội phạm vân vân. Tiếp theo là khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật và thực hiện áp dụng pháp luật và các nhân tố xã hội tác động đến công tác xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật như các biện pháp, chất lượng và hiệu quả của hoạt động này. Ví dụ như trong các cái hoạt động như xây dựng pháp luật, khi mà đưa ra một cái bộ luật nào đó, xây dựng một bộ luật nào đó thì cần phải có cái sự khảo sát điều tra và bằng các cái công cụ của xã hội pháp luật thì giúp cho các nhà khoa học đưa ra được những cái nghiên cứu. Cái thứ ba là gì? Là nghiên cứu ý thức pháp luật và hành vi pháp luật và lối sống pháp luật của bộ phận dân cư, các nhóm xã hội cũng như cá nhân trong xã hội. Thì lấy ví dụ như là gì? À, tìm hiểu về cái sự nhận thức của sinh viên à, về các cái vấn đề tệ nạn xã hội. Đó, đó là một trong những cái chủ đề nghiên cứu của xã hội pháp luật. Tiếp theo là phân tích các hoạt động thống kê, dự báo xu hướng và biến đổi phát triển của pháp luật trong từng giai đoạn phát triển của xã hội. Đây là một trong à, ba cái chức năng à, cơ bản của xã hội pháp luật, đó là cái chức năng dự báo. Khi mà à, trong cái quá trình nghiên cứu, điều tra, khảo sát thì xã hội, pháp luật, à, xã hội pháp luật đưa ra những cái kết quả thống kê để từ đó các nhà khoa học đưa ra những cái dự báo trong tương lai gần hay là trong tương lai xa cho các nhà cơ quan có thẩm quyền đưa ra được các giải pháp để giải quyết những cái vấn đề còn đang tồn tại phát sinh trong xã hội. Thì ngoài những cái nội dung cơ bản trên thì xã hội học luật còn còn đưa ra những cái nghiên cứu như là nghiên cứu về lịch sử hình thành của xã hội học luật hay là nghiên cứu nhằm tìm ra những cái phương pháp nghiên cứu, khảo sát, điều tra của nó để đưa ra làm sao đấy mang tính khoa học và có giá trị thực tiễn cao. Đó. Thì trên đây là một số những cái gọi là nội dung về đối tượng nghiên cứu của xã hội học thì chúng ta có thể hình dung là gì? Vì nó là một môn khoa học giao thoa là sự quy chiếu giữa hai bộ môn khoa học là khoa pháp lý và xã hội học nên nên do vậy là cái đối tượng nghiên cứu của xã hội pháp luật rất là rộng. Chúng ta đi tiếp sang cái nội dung tiếp theo là các chức năng của xã hội pháp luật. Thì chức năng của xã hội pháp luật chính là một cái tri thức cơ bản nhất trong bộ môn xã hội pháp luật. Nó gồm có ba cái chức năng chính là chức năng nhận thức, chức năng thực tiễn và chức năng dự báo. Chúng ta đi vào cái chức năng đầu tiên là chức năng nhận thức. Thì chức năng nhận thức ở đây là gì? Đây là một trong những chức năng quan trọng nhất của xã pháp luật. Nó trang bị cho người nghiên cứu có một cái góc nhìn mới về một cái vấn đề xã hội. Đấy. Thông qua cái quá trình điều tra khảo sát nghiên cứu các cái quy luật của nó quá trình phát sinh hoạt động và phát triển các cái tri thức xã hội thông qua việc nghiên cứu các cái khái niệm để đưa ra một cái hướng nhìn khác hướng nhìn đó làm sao để không phê phán không có thành kiến với những cái vấn đề xã hội đang còn tồn tại thầy lấy ví dụ như là cái vấn đề về cờ bạc ở Việt Nam đây là một vấn đề ở Việt Nam coi nó là một tệ nạn thế thì nhưng mà dưới cái góc nhìn của xã hội pháp luật thì chúng ta không nên có cái thành kiến và phê phán nó và dưới góc nhìn của xã hội pháp luật thì khi coi nó là tệ nạn thì cần phải đưa ra những cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề đó và hiện nay cái biện pháp được đưa ra ở đây là xóa và dẹp bỏ cái tệ nạn cờ bạc nhưng mà một câu hỏi đặt ra là gì với cái giải pháp hiện nay đưa ra thì liệu cái tệ nạn cờ bạc nó có được giải quyết được triệt để hay không nó có tăng hay là giảm thì câu trả lời là nó hiện tại nó không những tăng mà những cái hành vi Uh, của cái tệ nạn cờ bạc đấy càng ngày càng tinh vi hơn và dưới nhiều hình thức trá hình hơn. đó, thì chúng ta phải hiểu rằng ở đây là gì? ở xã hội và pháp luật không phải là một khoa học đi nghiên cứu và tìm ra những cái vấn đề mới của các vấn đề của xã hội mà xã hội và pháp luật là gì? là cung cấp cho chúng ta một cái hướng nhìn mới về một vấn đề xã hội đang tồn tại. đó và cái hướng nhìn đúng đó sẽ giúp cho À, chúng ta sẽ có một cái cách giải quyết một cái giải pháp để làm sao các cái vấn đề còn đang tồn tại trong xã hội uh, nó được tồn tại một cách hợp lý hơn Đấy. nó không nó không làm sao nó không còn xảy ra những cái tiêu cực xuất phát đó và để hiểu rõ hơn cái chức năng nhận thức này thì chúng ta đi sang cái chức năng tiếp theo của xã hội pháp luật là chức năng thực tiễn thì chức năng thực tiễn và của xã hội pháp luật có quan hệ mật thiết với chức năng nhận thức vì hai chức năng này nó có một mối quan hệ biện chứng với nhau đấy. Việc nghiên cứu xã hội pháp luật không chỉ đơn thuần là vận dụng nhận thức Và các sự kiện hiện tượng pháp luật xảy ra trong thực tiễn Mà quan trọng là đưa ra các giải pháp đúng đắn kịp thời Và kiểm soát được các sự kiện hiện tượng đó Khi chúng ta có một nhận thức đúng về một vấn đề Thì chúng ta sẽ đưa ra những cái giải pháp cụ thể cho nó à, đấy. Thế lấy ví dụ, vẫn ví dụ về vấn đề cờ bạc Thì Tại sao trên thế giới có rất nhiều các nước đã gì? hợp pháp hóa vấn đề cờ bạc. Và chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề là gì? Hiện nay Việt Nam cái nhu cầu chơi cờ bạc của người dân là có, đúng không ạ? Và khi người ta không chơi được ở Việt Nam, người ta có thể ra nước ngoài, người ta chơi cờ bạc ở nước ngoài. Và khi người ta ra nước ngoài thì người ta mang một cái nguồn tiền ra nước ngoài và cái nguồn tiền đó nó nó nằm tại nước ngoài và nó gây uh, thất thoát cho đất nước, lượng tiền khá là lớn bên cạnh đó thì nó xảy ra những cái vấn đề liên quan những cái vấn đề liên quan đến vấn đề xã hội rất nhiều. Thế ví dụ như là vừa rồi có những cái sự kiện như là à, sự kiện đánh bạc của một người ở uh, tên là Tuấn Khỉ đó và cái đối tượng này đã có cái hành vi là gì? Sau khi thua bạc đã giết người. Đấy, và hay là một cái vấn đề là gì? À, một cái, cái câu chuyện là liên quan đến uh, chúng ta mất hai vị tướng trong một cái vụ uh, đánh bạc, uh, cái đường dây đánh bạc bảo kê đường dây đánh bạc với giá trị lên tới 18.000 tỷ một cái vấn đề nó rất đang nhức nhối trong xã hội thì khi chúng ta có nhìn nhận về vấn đề cờ bạc này một cách đúng đắn dưới góc nhìn của xã hội pháp luật thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái giải pháp cụ thể để giải quyết cái vấn đề cờ bạc một cách cụ thể và triệt để hơn hay một cái vấn đề khác cũng đang tồn tại trong xã hội đó là vấn đề về mại dâm thì chúng ta được biết rằng là gì? Ở Đức Uh, thì cái ngành công nghiệp tình dục uh, Được hợp pháp hóa từ những năm 2001 Với một cái lượng lao động Nó rơi khoảng tầm 200.000 lao động uh, Trong cái ngành công nghiệp đó Và nó mang lại ngân sách cho nước Đức uh, Hàng năm là vào khoảng 15 tỷ euro Thế thì trong một cái thống kê của tổ chức lao động quốc tế ILO ở Việt Nam Là hiện nay Việt Nam có khoảng hơn 100.000 người đang hoạt động Trong lĩnh vực tình dục Thế thì chúng ta thử tính lại xem và nhìn nhận lại cái vấn đề dưới góc nhìn của xã hội pháp luật về cái vấn đề đang giải quyết những cái thực trạng nó như thế nào thì đó chính là cái chức năng thực tiễn của xã hội pháp luật chúng ta đi tiếp sang uh, cái chức năng cuối cùng là chức năng dự báo thì các mình dung là xã hội pháp luật không phải là một môn khoa học dự báo nhưng xã hội pháp luật là gì bằng các cái phương pháp thực nghiệm bằng các cái điều tra khảo sát thì đưa ra cho các nhà nghiên cứu một cái cách nhìn một cái tổng thể uh, về cái dự báo về một cái tác động của một cái vấn đề nào đó trong tương lai gần hoặc tương lai xa Đấy. thầy lấy ví dụ như là uh, trong cái vấn đề uh, về uh, trong thanh thiếu niên thôi vấn đề về quan hệ thể dục trước hôn nhân uh, vấn đề quan hệ thể dục trước hôn nhân thì chúng ta phải nhìn vào nó như thế nào và đối với cái dự báo của xã hội pháp luật là gì có thể đưa ra trong 5 năm hay 10 năm tới cái vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân trong thanh thiếu niên ở Việt Nam có thể tăng rất là nhanh. Thế thì nó kéo theo rất nhiều những cái tiêu cực đi theo. Đó tiêu cực gì? Đó là tỷ lệ nạo phá thai. À, và chúng ta được biết là rằng gì? Việt Nam là một trong năm nước có tỷ lệ nạo phá thai lớn nhất trên thế giới. Và cái điều này nó không có gì mà đáng tự hào cả. Và chúng ta phải hình dung là gì? Chúng ta phải nhìn vào vấn đề đó và chúng ta phải làm sao để kiểm soát được nó khi chúng ta có những dự báo như vậy thì phải đưa ra những giải pháp như là gì giáo dục giới tính này rồi có sự chuẩn bị từ gia đình nhà trường như thế nào chúng ta không nên tránh né nó và nhiều người bảo chúng ta sẽ vẽ đường cho nhau chạy nhưng nếu chúng ta không vẽ thì nó vẫn chạy nhưng chúng ta cần phải vẽ làm sao để cho chạy cho nó đúng thì đó chính là cái chức năng dự báo thì trên đây là ba cái chức năng của xã hội pháp luật và cũng chính là cái tri thức quan trọng nhất của xã hội pháp luật và thầy xin phép là dừng uh, kết thúc cái nội dung trình bày của mình ở đây xin trân trọng cảm ơn